Cưng, ở nhà ăn ngon ngủ ngon, chờ mấy hôm nữa anh về nhá. Nhá. Không được. Sao lại không được? Anh đi mấy hôm đấy, không được thì nhớ chết mất. Không được là không được mà cứ. Ôi, tôi tự dưng lại nổi nóng với anh thế. Chả thế nữa, anh bao nhân viên của anh đi chơi, còn bỏ em ở nhà, em ăn ngon ngủ ngon làm sao được. Em đi thật à? Vâng. Thật là em đi. Vâng. Đi thật à em? Vâng. Em đi à thật? Lố quá rồi ông nội. Ừ, anh cũng thấy hơi lố. Mà cái format này nó bắt anh phải lố như thế mà. Mà anh cũng thấy lạ. Tại sao lại không cho anh đi cùng nhỉ? Ai biết. Lão quát ra chỉ thị là không được mang hàng xách tay đi. Nếu mà mang đi thì đi tong vào thắng lương luôn đấy. Thế em nghĩ anh bỏ tiền ra mang nó đi ăn chơi chắc? Nhân viên của anh nói hết rồi, em biết thừa. Khổ quá, nghe anh nói đây này. Thật ra là anh có 5 cái voucher miễn phí ở khu resort. Dạo này chúng nó làm việc uể oải quá, thành ra anh phải bảo với chúng nó là anh mời chúng nó đi, để chúng nó lấy lại tinh thần làm việc đấy chứ. Hay là cái lão quạch, cái ông kiệt tưởng xịt, chả đủ ở đâu. Mà này, đồng ý là cho đi đấy, nhưng mà lên đấy nhá, đừng có mà chim chuột thằng nào đấy, thấy chưa? Để xem có đẹp trai không đã. Cái gì? Đẹp trai. Ui, mặt ghen chứ. Người ta đùa thôi. Đùa thì được. Có hẳn 5 cái bớt cho, mà không cho người ta lấy một cái. Anh chẳng yêu em. Thì bây giờ em đi thì 4 đứa còn lại ai đi ai ở. Với lại đi cùng em suốt ngày cứ quấn quýt bên em, làm gì có thời gian quan tâm chúng nó. Nỡ mà, chỉ có lẻo mép là giỏi. Anh là chị trọng quyết cơ mày. Thôi, mình ở nhà chịu khó chờ anh mấy hôm nhá. Anh đi với chúng nó lần này, rồi lần sau hai đứa mình đi riêng nhá. Đi riêng, nhưng mà không đi bằng voucher miễn phí đâu đấy. Được rồi. Với cả anh phải nhớ, ở xung quanh đấy có miếng đất nào ngon ngon. Nghe ngóng cho em lên xúc luôn. Làm hẳn cái resort. Ok bà chủ. Mưa quá nhỉ, thôi mình lên nhà đi. Mưa lắm, không về được đâu. Hãy cùng Huyền My uống Dr. Thanh Thông Đường để thanh lọc bên trong, tươi tắn bên ngoài, lại còn giữ dáng. Không ngờ xe của khu nghỉ dưỡng Đài Thọ lại sang thế này. Kìa các em, tươi lên chứ, sao lại buồn thế? Mình phải thể hiện mình là người có tiền đi. Anh có tiền anh cứ việc tươi vui. Bọn em hết tiền cho phép bọn em được buồn. Cái thằng dở này, đi chơi đi nghỉ dưỡng là cứ kêu buồn. Anh vui mình đi ạ. Đi có mấy chục cây thôi mà thuê hẳn cái xe sang xịn mịn. Anh tính vòi tiền thêm của anh em đúng không? Mà có vòi tiền thêm bọn em cũng chả có tiền mà đưa cho anh đâu. Yên tâm đi, chuyến xe này free hoàn toàn. Nó nằm trong gói nghỉ dưỡng của chúng ta. Vì vậy, thế mà đi thôi. Cái gì? Free mà được tự lái này hả? Ừ. Tôi thấy có cái gì đó sai sai. Nhưng mà em bảo này, anh để bà Quyên ở nhà mà bà ấy không ý kiến gì à? Ai bảo là không ý kiến gì? Thì bà ấy nói gì? Mà thôi, tự dưng các cô tò mò làm cái gì? Ngượng bỏ sờ ấy được. À, rồi, các em có biết cái khu resort của mình có tên là gì không? Không, anh chưa nói sao bọn em biết ạ? Resort có tên là Trái Tim Trên Đồi Tình Yêu. Quay xe. Hả? Quay à? Đi thẳng đi. Quay về làm gì? Để đón người yêu của bọn em lên. Ở cái khu resort mà nó lãng mạn như thế phải có người yêu chứ.
tôi sẽ về đón Tú Anh lên. Không được, không được. Tuyệt đối là không được. Tại sao ạ? Bởi vì trong khu resort có một lời nguyền. Hễ cặp tình nhân nào lên đó thì đều chia tay. Không được. Khó khăn lắm em mới tìm được ý chung nhân của mình. Không thể để những lý do vớ vẩn làm vụt mất cái tình yêu của em được. Thì thế. Thôi, nói chuyện phiếm từ nãy giờ mệt quá. Anh em, quẩy lên. Quẩy lên. Nhạc. Lần em ăn bíp, ăn bíp. Chuông đổ chùa xa, chiều tan đường về đi cùng lang chung. Anh ơi, xịn sò quá, hoành quá anh ơi. Có phải anh đang mơ không? Thế thì anh đang mơ chung với em rồi đấy. Bây giờ anh phải đi bay flying cam đây. Còn em thì tìm góc chụp ảnh sống ảo. Tạm biệt. Yeah. Đại ca ơi, anh làm bọn em cảm động quá. Trước đây em có nhỡ gọi anh là con tu hú bởi vì anh hay cay cú thì anh thay em nhé. Này, công nhận ở đây có nhiều địa điểm chụp ảnh sống ảo. Thế nhờ. Nhưng mà này, sao cái resort này vắng tanh như chùa Bà Đanh anh? Lên tân đâu ạ? Anh cũng không biết. Rõ ràng anh đặt phòng rồi, sao đến đây không có ai nhỉ? Thôi anh em tản ra đi tìm đi. Tìm gì ạ? Tìm người. Alo, có ai không ạ? Mọi người là thành viên của nhóm 5 Plus phải không ạ? Em chào mọi người, em là Linh, là lễ tân ở đây. Bây giờ mọi người đi theo em làm thủ tục check-in nhé. Em ơi, anh là Nguyên, làm đạo diễn của 5 Plus. Còn anh là Dũng. Dũng đụt là nhân viên vớ vẩn mà. Còn đây là Yến Chi, đi. Nhìn đi. Đi. Anh ơi, đi từ từ. Em cứ thong thả, phải đi nhanh. Em ơi, sao resort nhà mình lại vắng thế em? Ở đây mùa hè người ta đi biển hết, chẳng mấy ai lên núi nên là rất là vắng khách. Các anh chị ở đây thoải mái, làm gì thì cũng được ạ. Làm gì cũng được em. Vâng ạ. Ở đây chỉ có em và bà quản gia thôi. Các anh chị đừng để ý đến bà ấy, tại vì bà ấy khá là khó tính và lập dị á. Bọn anh không để ý đến bà quản gia đâu. Anh chỉ để ý đến em thôi. Cất dê vào chuồng đi. Em cẩn thận nhé, không lại bị ăn thịt mất đấy. Các anh chị nhận phòng ạ. Mà này em ơi. Dạ. Thế em đã có người yêu hay chồng con được chưa? Em chưa. Thế cái kia. Đây chỉ là kỷ vật thôi ạ. Đi lên phòng. Rồi ạ. Hú hồn. Mi hay thức khuya và ăn đồ cay nóng, sợ ngoại hình kém tươi. Bí quyết của Mi đây. Ngon tuyệt, ngọt tự nhiên từ thảo mộc giúp thanh lọc bên trong. Mi không thể thiếu Dr. Thành Không Đường. Yêu ghê vậy đó. Hãy cùng Huyền Mi uống Dr. Thành Không Đường mỗi ngày để tươi tắn lại còn dữ dàng. Ôi, sao ơi, giường em cực. Sao thế Dũng đụt, ú hết cứ như khỉ ấy. Anh ơi, ui cho thơm cái. Bỏ cái ra, tha lần thuyền. Sướng quá. Anh ơi, tối nay có chương trình gì không? Tối nay á? Vâng.
tối nay chúng ta sẽ tổ chức pool party. Nhưng trước hết phải đi liên hệ ban quản lý đã. Ban quản lý à? Anh, để em đi liên hệ cái Linh nhá. Không, để em đi cho. Để em. Này, từ từ thôi. Đúng là cái bọn chồng. Thảo Mai, cô thấy anh sắp xếp ở đây được không? Biết như nào mà được hay không ạ? Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Thảo Mai ơi, ở dưới kia có mấy cái bác chụp ảnh đẹp lắm đi. À, dạ, gà chanh nha. Nhìn lên. Đúng là cái bọn đã thiết kế cho đến ăn chơi rồi còn cầu nhau. Anh nghe đây honey. Anh đến nơi chưa? Anh vừa mới đến nơi xong. Ờ, lát nói chuyện nhá, em là có khách. Ok, lát anh gọi lại sau nhá. Anh nhớ hỏi cho em vụ đất đai đấy. Yên tâm, kiểu gì anh cũng hỏi được thôi. Thì anh chè ngô hay chè bưởi à? Tự dưng nhắc đến chè bưởi lại thèm bưởi thế không biết. Tôi là quản gia ở đây. Tôi muốn vào đây để kiểm tra dịch vụ phòng. Mời cô ạ. Cô ơi, cô là người ở đây chắc cái gì cô cũng biết nhỉ? Thế cậu muốn mua lợn rừng hay là chó rừng? Không, không, không ạ. Cậu muốn hỏi mua gỗ lậu phải không? Ê, không, cháu muốn hỏi cái giá đất ở đây ạ. Tôi biết thừa, cậu muốn mua gỗ lậu đúng không? Nhìn mặt cậu gian gian. Tôi biết thừa là cậu muốn mua gỗ lậu. Ê, khổ quá, cháu đã bảo là cháu không muốn mua gỗ lậu rồi. Thôi, cô làm gì cứ làm đi ạ. Cậu muốn mua gỗ lậu. Muốn mua gỗ lậu lại còn cứ cố cãi. Vô đi anh em ơi. Nhạc đi em. Có ngay. Các anh chị em. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Gì đấy? Dừng. Trời ơi, nhầm lít của mẹ. Cái này là lít của mình này. Sao nào? Sẵn sàng chưa? Rồi. Lên. Uống đi các em, uống đi các em ơi. Sôi động lên. Vài giây nữa lại trồi lên như nàng tiên cá ấy. Đẩy Linh xuống hả? Linh ơi! Các cô đùa dại quá. Linh ơi! Không thấy Linh đâu cả. Chết rồi. Linh ơi! Linh ơi! Chị không chụp vào đâu Linh. Linh ơi! Linh,
xe nó làm trò gì chưa? Cho em xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Nghịch dại quá. Mời này mọi người ơi, sao Linh vừa rơi xuống nước xong đã khô cong thế nhỉ? Ừ, chắc là mới vào sấy quần áo thôi. À, thôi đi, đi về đã. Không sao.